Nói với chị em nó làm sao nè. Sao làm cái đó không? Nè, cùng cái lắm đúng không? Đồ ăn mà thầy cứ làm đi. Ủa thầy. Gì? Ơi, thầy đi Mỹ, thầy ngoại giao kiểu gì mà bây giờ ai show quê của em từ dạng hộp sang dạng bịch thế này? Nè, em rờ cái bịch cho thấy nó lạ không, đó không? Ờ, ngộ ha. Ủa sao thầy bóp vậy mà nó không bị banh cái miếng khóa ta? Không có bị hở tí nào luôn. Damn. Thật mệt quá à. Bây giờ á, là theo cái nguồn tin á, mà gọi là thầy đi do thám được á, gọi là chưa kiểm chứng. Lazada chuẩn bị IPO. IPO? IPO là đi thi hả? IPO chứ phải Olympia. IPO là lên sàn chứng khoán New York. Ok vậy hả? Ờ. Cái này là lớn rồi nha. Nên là Lazada phải lấy điểm với chính phủ Mỹ. À. Đó. Liên quan gì ISO quay? Cái này là thân thiện môi trường em. Cái bịch này là thân thiện môi trường. À, friendly đó hả? Còn cái hộp á, là để phân hủy một cái hộp thì mất thời gian 100 năm. Chứ còn bây giờ những cái hộp nhựa đó là cái tiêu chuẩn của EU hay là Mỹ gì đó, nó rất là hạn chế. Hèn gì mấy cái dòng RTD cũng dạng hộp giấy mà đâu phải hộp nhựa đâu. Đúng, cái RTD không phải là hộp nhựa nha. Từ gì thầy? Từ mía. Mía của Nam Mỹ. Ủa, bao bì làm từ mía hả? No, cái nắp. Cái nắp hả? Còn cái kia là giấy. À, thầy coi là sao chứ mà chuyển sang dạng bịch này bây giờ là phải giải thích cho khách hàng là thành phần nó thay đổi gì không? Thành phần tất nhiên là không thay đổi, nó đây là nó thôi. 100% protein isolat, phương pháp sản xuất CFM. Nhưng mà sao cái này vò mà nó không bị banh như cái nguồn nguyên liệu sản xuất quay này cực kỳ tốt. Rất là tinh khiết mà cái nguồn nguyên liệu đó là USA rồi này nọ đó mấy em bây giờ. Không gram đường đấy, 25g protein quay isolat đấy. Không em thấy cũng được nhưng mà cái bịch này nhìn cũng xinh. Nói với chị em nó làm sao nè. Sao làm cái đó không? Nè, cùng lắm đúng không? Đồ ăn mà thầy cứ làm đi. Đó, thấy không? Hai Phương rồi nè. Phương đứng nè. Ok ta. Cũng không bị gì luôn. Không bị rách, không bị bung, không bị bẻ khóa luôn. Trời ơi, lắp rồi nè, hai class mà. Giỡn quá. Rồi thôi, pha cho mấy đứa kia nó uống nữa, ngồi chờ rồi, tội nghiệp nữa. Rồi, cái muỗng. Muỗng rồi, mấy anh em vô. Anh em mình mới tập xong phải uống dòng 100% whey isolate. Mà cái dòng này là Lazada đảm bảo là CFM. Phương pháp sản xuất là CFM luôn đấy. Không làm được anh em uống thoải mái. Uống sao? Đâu rồi, từ. Nè, lắc được review mấy ngọt em. Mình cực kỳ chắc chắn luôn. Mở ra cái hùng. Mở ra coi bụt mịn không? Mở nắp ra đổ. Nắp ra hùng. Đây đó, cho con Tú nó quay đi. Tính là chưa lắc luôn á. Chưa lắc hả? Wow. Rồi, được thế. Rồi, đưa bà đấy. Đây, đổ nước cho đàn thấy không? Không có cận luôn. Trời ơi. Không được thêm protein. Cái xô này nó không có bọt luôn á. Nói chung á, ở Lazada là gì? Ở Lazada tuyên bố một câu á, dịch cho tiếng Việt á là cái gì á mày thấy trên label là nó có trong product. Tức là nó có xạo. Tức là em thấy á, nó hiện ra nhiều tất cả gì nó hiện ở đây là trong đây nó có. Chứ không phải là mấy cái thằng có ké vô làm ăn kiểu xào chẻ. Kiểu như là không phải là làm label ảo ấy, không phải ảo rượu ấy. Cái gì trên label là trong cái đấy nó có. Nên anh khoái Lazada là chỗ đó. Thứ nhất, một cái công ty nó có máu lửa trong ngành, có khát vọng đi lên, khát vọng ngành gym. Và cái thứ hai là thành thật và thực tế. Thì người ta là người đam mê trong nghề mà, người ta phải uy tín chứ. Đúng rồi. Chứ đâu phải làm ăn ai cũng vậy đâu. Thật xanh thì ít mà lý thông thì nhiều thôi. Nó là thôi cứ uống thoải mái đi em.